cá đẻ trứng thì chắc hẳn ai cũng từng nghe qua. Nhưng liệu bạn có biết về loài cá ấp trứng bằng miệng hay chưa? Thậm chí đây lại còn là một con cá đực nữa chứ. Với thân hình vẻn vẹn khoảng 15cm, nó phải đảm nhận trọng trách nuôi dưỡng hơn 400 quả trứng trong đó. Vậy rốt cuộc đây là loài cá gì và số trứng kia là sao? Hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Không chỉ con người chúng ta phải trải qua đau đớn của quá trình vượt cạn mà con vật cũng thế. Cụ thể nhân vật chính hôm nay là em gái cá đáng yêu này đây. Em nó có tên là Bánh Ú, là em gái của Mochi. Hôm trước Mochi đã hạ sinh được bầy giái cá con vô cùng đáng yêu. Chẳng bao lâu, chị chủ phát hiện Bánh Ú cũng mang thai. Nhưng có vẻ đó chẳng phải cản trở gì quá to lớn với em nó cả. Hàng ngày Bánh Ú vẫn dành thời gian chơi đùa và nũng nịu đòi chị chủ vuốt ve. Nhưng rồi bào thai lớn dần, ngày vượt cạn cũng tới gần hơn. Chị chủ đã chu đáo chuẩn bị sẵn lồng sinh cho em nó. Rất nhanh chóng các cơn co thắt đầu tiên kéo tới. Trộm vía Bánh Ú dễ sinh hơn chị gái nhiều, em đầu tiên chào đời là một bé gái. Dù sự nhức nhối chưa dừng nhưng Bánh Ú vẫn cố gắng liếm láp và cưng nựng đứa con đầu tiên của mình. Sau đó cơn đau lại kéo tới chứng tỏ bé thứ hai sắp chui ra. Nhìn em nó vật vã kêu gào mà mèo thấy xót xa quá đi. Chị chủ đã không nhịn được mà đưa em nó ra khỏi lồng sinh, để phòng ngừa nếu có gì bất chắc chị sẽ can thiệp được luôn. Mặc dù rất muốn giúp nhưng chị hiểu có những việc Bánh Ú phải tự mình vượt qua. Bây giờ em nó đã không còn là cô bé mỏng manh yếu ớt như ngày nào mà đã trở thành một bà mẹ thực thụ. Ngoài ra, cảm giác đau đớn khi lâm bồn cũng là thứ gì đó rất thiêng liêng ý nghĩa mà con người không nên can thiệp vào. Đó là chưa kể tới những bé giái cá con mới chào đời thường rất nhạy cảm. Nếu chẳng may bị ám hơi người luôn chúng sẽ rất yếu ớt và khó qua khỏi. Cuối cùng, bằng tình mẫu tử thiêng liêng, Bánh Ú đã vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông. Em nó đã hạ sinh tổng cộng 4 em bé. Là người đã nhận nuôi và chăm sóc Bánh Ú từ khi còn bé xíu, chị chủ cảm thấy rất xúc động. Không thể tin được chị đã lên chức bà. Chị tự hứa sẽ cố gắng chăm sóc những đứa trẻ này thật tốt để chúng khôn lớn và phát triển khỏe mạnh như mẹ của mình. Sau khi được uống sữa no căng, cả gia đình giái cá đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Hàng ngày chị chủ vẫn phải thực hiện kiểm tra trọng lượng thường xuyên để không bé nào bị sụt cân. Bởi giai đoạn sơ sinh này vô cùng quan trọng quyết định chúng có thể sống sót tới khi trưởng thành hay không. Đối với những bé bị thiếu cân sẽ ngay lập tức được bồi bổ bằng những loại sữa dinh dưỡng và chất lượng nhất. Hiếm thấy có người chủ nào tốt bụng và ân cần như chị gái này các bạn nhỉ. Thật may vì trên đời vẫn tồn tại những tâm hồn thiện lành như thế. Chị chủ cho biết hàng ngày được ngắm nhìn mấy bé giái cá con chơi đùa chị cũng thấy rất hạnh phúc. Ngoài ra chị còn không quên bồi bổ đầy đủ cho Bánh Ú sau màn vượt cạn hôm trước. Em nó phải ăn uống nhiều thì mới có sữa cho con bú. Thật may là Bánh Ú cũng là cơ địa nhiều sữa nên mấy đứa con chưa bị bỏ đói bao giờ. Nhờ sự chăm sóc của chị chủ và nguồn sữa mẹ dồi dào mà những bé giái cá lớn nhanh như thổi. Tiếng khóc của chúng ngày càng to và rõ hơn. Đồng thời kỹ năng bế bồng của giái cá mẹ cũng được cải thiện. Trước đó do là tấm chiếu chưa trải nên Bánh Ú suốt ngày làm rơi con giữa đường. Nhưng cái gì làm nhiều cũng thành quen, bây giờ đã bế rất chắc tay rồi. Tuy nhiên đôi khi em nó cũng hơi bất cẩn khiến bé con bị tha ra tận cửa như này đây. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Bánh Ú sẽ trở thành một người mẹ mẫu mực hơn. Không để con của mình phải khóc lóc thảm thiết như này nữa. Đến giờ Bánh Ú mới phát hiện ra sơ suất của mình nên nhanh chóng cắp con trở lại bên trong. Mèo cảnh này mèo thấy vừa lo lắng vừa buồn cười. Liệu bà mẹ vụng về này sẽ còn làm ra những hành động nào nữa đây? Các bạn hãy cùng chờ đón trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ chắc gia đình Bánh Ú phải đi nghỉ ngơi để lấy sức quậy phá tiếp thôi. Mọi người thấy sao về màn vượt cạn của em giái cá đáng yêu và nếu được bạn có muốn sở hữu một em không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận để mèo biết mình không cô đơn nha. Chứ nhìn chúng nó dễ thương như kia mèo chỉ muốn đem hết về nuôi luôn. Có bọn này chắc vui nhà vui cửa phải biết. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một trong số vô vàn những ca sinh nở trong thế giới động vật. Mỗi loài sẽ có cách sinh sản khác nhau nhưng độc đáo nhất phải nhắc tới là loài cá Zorfish. Hay thân thương hơn người Việt mình sẽ gọi là cá đầu vàng, cá miệng rộng. Cái tên nói lên tất cả, bọn này có cái miệng siêu to khổng lồ. Trong tự nhiên, cá cái sẽ đẻ hàng trăm quả trứng vào miệng cá đực. Sau đó cá đực đảm nhận trọng trách nuôi dưỡng số trứng này. Tương tự như người phụ nữ mang thai, công việc này cũng cực kỳ vất vả gian truân. Trong suốt quá trình, cá đực phải ép mình mở miệng liên tục để những quả trứng tiếp xúc với nước dầu oxy. Trung bình mỗi lần như này sẽ có khoảng hơn 400 đứa con chào đời. Vậy nên cá đực sẽ chỉ có thể nằm yên trong hang và ăn những sinh vật phù du xung quanh chứ không được đi kiếm ăn như bình thường. Chỉ thế thì sự an toàn của đàn con mới được đảm bảo. Túm cái váy lại, nếu bạn là một bà mẹ mang thai hay phàn nàn về những thay đổi khó chịu của cơ thể, thì hãy dành sự đồng cảm đó cho con cá đầu vàng này. Thân hình nhỏ bé nhưng gánh vác trách nhiệm cao cả. Chúc cho chú cá của chúng ta sẽ thành công nuôi dưỡng những quả trứng chào đời khỏe mạnh nhé. Bây giờ thì cùng quay lại với loài vật quen thuộc là hai chú mèo. Có thể thấy lông vàng đang trong ca sinh nở nhưng em nó vẫn cực kỳ bình tĩnh. Sau một loạt những cơn co thắt, túi nước ối đã thò ra ngoài. Nhưng có vẻ bé mèo con vẫn chưa sẵn sàng chào đời nên vẫn kẹt lại đó. Thấy vợ mình vật lộn khó nhọc tam thể cũng rất xót xa. Nhưng nó chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi bên cạnh động viên an ủi. Nhờ những lời chân thành đó bé mèo con đầu tiên đã thành công chui ra. Mèo mẹ liên tục liếm láp để tránh thay đổi thân nhiệt đột ngột. Chẳng bao lâu đợt co thắt thứ hai kéo tới.
Cơ thể mèo vàng liên tục căng cứng, đây là dấu hiệu cho thấy bé thứ hai đang đòi chào đời rồi. Tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này, chúng ta mới thấu hiểu được người bà người mẹ của mình đã hy sinh tới mức nào. Người ta thường bảo cơn đau khi sinh tương đương với việc gãy 20 cái xương sườn cùng lúc. Thế nên vẫn câu nói cũ, mèo muốn gửi gắm rằng mọi người hãy yêu thương những người phụ nữ sinh thành ra mình nhiều hơn. Nhờ có họ thì mới có ta. Rồi mai này khi làm cha làm mẹ chúng ta sẽ thấm thía sự hy sinh ấy hơn. Quay lại với màn vượt cạn hôm nay, lông vàng đã sinh hạ được hai bé mèo con. Một đứa giống bố, một đứa giống mẹ các bạn nhỉ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vẫn còn bé nữa đang muốn chui ra đoàn tụ với các anh chị. Mèo tam thể không nỡ chứng kiến vợ mình quằn quại nên đã tạm thời bỏ đi chỗ khác. Vì nó hiểu rằng vợ mình sẽ phải tự vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự xuất hiện của nó chỉ gây thêm sao nhãng mà thôi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hai bé đầu tiên đã có thể thưởng thức dòng sữa ngọt ngào của mẹ, chứng tỏ chúng đã thành công thích nghi với môi trường lạ lẫm xung quanh. Nhưng bé thứ ba thì chưa, em nó còn khá rụt rè và sợ sệt nên chỉ thu lu một mình. Mèo mẹ phải tiến tới không ngừng vỗ về động viên. Trong khi đó cơn co thắt tiếp theo lại đã tới. Lần này nó không còn dồn dập như trước mà nhịp đã thưa hơn. Hoặc có thể do lông vàng đã quen với nó nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Tuy nhiên sự nhức nhối vẫn là điều không thể phủ nhận. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy lông vàng rên lên khe khẽ. Tưởng tượng loài người chúng ta thường chỉ sinh từ 1 tới 2 con đã khinh khủng lắm rồi. Mà loài mèo sinh tới tận 4-5 con một lứa. Các bạn đang xem video đã ai từng chứng kiến hay đỡ đẻ cho mèo chưa? Nếu rồi thì comment dưới phần bình luận cho mèo ú biết cảm xúc và tâm trạng lúc ấy như nào nhé. Thực sự xem qua màn hình như này mèo cũng chỉ biết là rất khó khăn và chật vật thôi. Chứ chưa có cơ hội trực tiếp tham gia bao giờ. Hiện tại bé mèo thứ tư đã chào đời. Tưởng rằng tới đó là hết nhưng không, các cơn co thắt chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mọi người đoán hôm nay lông vàng sẽ hạ sinh được tổng cộng bao nhiêu bé mèo con? Nhớ để lại ý kiến phía dưới để xem có bạn nào đoán đúng không nha. Trộm vía những em bé chào đời trước đó đều đang ăn uống rất nhiệt tình. Chắc do vừa được sinh ra nên bản năng khát sữa trỗi dậy. Chị chủ cho biết đây là lần mang thai đầu tiên của lông vàng. Đúng là đẻ con so nên mọi thứ hơi chật vật và mất thời gian. Nhưng mèo tin trong tương lai đây sẽ là một bà mẹ tốt. Cứ nhìn cái cách em nó cố gắng liếm láp và vỗ về đàn con trong khi cơ thể vẫn đang bị cơn đau dày vò là biết. Tuy nhiên chẳng riêng lông vàng đâu mà bà mẹ nào cũng sẽ thế thôi. Thời khắc lần đầu nhìn thấy con của mình là lúc tình mẫu tử mạnh mẽ và thiêng liêng nhất. Ngay cả về sau khi các con đã lớn thì trong mắt mẹ chúng mãi là đứa trẻ cần được bảo ban chăm sóc. Nói đến đây tự nhiên mèo ú thấy nhớ mẹ mà rơm rớm nước mắt luôn á. Mẹ luôn là người quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, không để chúng ta chịu đói chịu thiệt bao giờ. Công ơn sinh thành dưỡng dục có khi cả đời cũng chẳng đền đáp hết được. Sau một thời gian dài bé mèo con thứ 5 của lông vàng mới chịu chào đời. Em nó nhanh chóng hòa nhập cùng anh chị để thưởng thức dòng sữa mẹ ngon lành. Dự đoán tương lai đây sẽ là một chú bé hiếu động và đáng yêu lắm. Trong khi lông vàng đang nằm nghỉ ngơi ngắm đàn con thì cơ thể lại căng cứng lần nữa. Vậy là vẫn chưa hết, gia đình này cũng đông vui quá đi. Nhưng dường như mèo mẹ đã kiệt sức mất rồi. Chị chủ phải ngay lập tức chạy tới cổ vũ em nó nốt lần này. Hãy nghĩ tới những đứa con bé bỏng của mình mà cố gắng. Cuối cùng 6 bé mèo con đã thành công cất lời chào cuộc đời trong hôm nay. Có bạn nào dự đoán đúng dưới phần bình luận không ta? Chúc cho đại gia đình lông vàng và tam thể cùng những đứa con sẽ luôn hạnh phúc khỏe mạnh. Còn các bạn thấy sao về ca sinh nở cực xúc động và ấn tượng vừa rồi thì cũng để lại ý kiến cho mèo ú biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mèo ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ mèo ú trong thời gian tới nhé. Mèo ú yêu tất cả các bạn.